Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ là hướng dẫn các bạn là gấp cái con hạt bằng giấy. Thì ở cái video này mình sẽ là hướng dẫn các bạn là gấp hai cái kiểu mẫu. Thì ở hai cái mẫu này thì cũng là tương tự na ná nhau thôi. Thì nếu các bạn mà xem thấy mình chia sẻ hướng dẫn dễ hiểu thì các bạn hãy cho mình một like, nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gấp cái mẫu đầu tiên. Thì các bạn chuẩn bị cho mình là một cái mảnh giấy hình vuông, lớn nhỏ thì tùy vào các bạn gấp hạt to hay nhỏ. Ở đây mình không có giấy hình vuông sẵn thì mình sẽ ship và mình thành cái hình vuông. Rồi, bây giờ thì chúng ta tiến hành gấp. Thì ở cái mẫu đầu tiên này thì cũng là tương đối đơn giản, nhưng thì cũng có thể là phức tạp hơn cái mẫu sau một tí. Thì các bạn cùng theo dõi nha. Thì đầu tiên chúng ta tiến hành là gấp cái chéo đôi cái mảnh giấy hình vuông để tạo dấu cho nó. Sau đó chúng ta mở ra và chúng ta gấp chéo cái đường còn lại. Xong, chúng ta mở ra, chúng ta lật tờ giấy lại, tiếp tục chúng ta gấp lấy dấu. Tiếp theo, dựa vào những cái đường dấu mà chúng ta gấp thành hai cái hình vuông chồng lên nhau. Sau khi chúng ta gấp xong hai cái hình vuông chồng lên nhau thì tiếp theo chúng ta lại gấp lấy dấu tiếp. Bên đây chúng ta cũng gấp tương tự. Kế tiếp theo cái đường dấu, chúng ta gấp thành hai cái hình thoi chồng lên nhau. Thank you.
Tiếp theo, chúng ta gấp đôi cạnh hình thoi lại. Bên đây chúng ta cũng gấp tương tự như vậy. Tiếp theo, chúng ta ấp cái mí gấp vào tông. Tiếp theo, chúng ta gấp lên để tạo đầu và đuôi của hạt. Xong, chúng ta gấp nó lại là chúng ta gần như đã hoàn thành. Xong, chúng ta mở là chúng ta gấp cái mỏ hạt nữa là chúng ta đã hoàn thành xong cái mẫu thứ nhất. Chúng ta điều chỉnh cổ và đuôi hạt cho nó xiên ra ngoài một tí để chúng ta nhìn nó đẹp mắt hơn. Xong, chúng ta gấp tới cái mẫu hạt thứ hai. Thì ở cái mẫu hạt thứ hai này thì chúng ta gấp nó đơn giản hơn. Thì ở những cái bước ban đầu thì chúng ta cũng gấp tương tự như cái mẫu hạt thứ nhất. Tới đây thì chúng ta được hai cái hình thoi chồng lên nhau. Tiếp theo thì chúng ta gấp úp nó vào tông.
Kế tiếp chúng ta chỉnh đầu và đuôi hạt cho nó nghiêng ra ngoài một tí. Các bạn nhớ là cho nó chúng ta chỉnh sao cho nó cân xứng nha. Tiếp theo chúng ta gấp hai cái cánh hạt lên. Cánh hạt thì chúng ta gấp cho nó xiên xuống. Chủ yếu chúng ta gấp sao cho hai cái cánh cân xứng nó đều nhau là được. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho các bạn là cách gấp hai cái mẫu hạt giấy đơn giản. Thì nếu các bạn thấy mình hướng dẫn chia sẻ dễ hiểu thì các bạn hãy cho mình một like, nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.